Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Bây giờ thì đi làm cùng mình thôi. Bây giờ là 7 giờ sáng, trời tối thui. Mình đang đi ra trạm bus. Trước khi đi làm phải mua đồ ăn sáng. Mình đã ăn xong rồi đây. Trong lúc đợi Subway thì mình sẽ giới thiệu bản thân một xíu nha. Hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 3 tại Canada, đang theo học chuyên ngành khoa học môi trường. Đầu năm nay thì mình may mắn được nhận vào làm thực tập sinh tại Ontario Ministry of Environment, mình tạm dịch là Bộ Môi trường tỉnh Ontario. Sang năm mới rồi thì mình cũng muốn làm một cái gì đấy mới mới, và thế là có chiếc video này đây. Công việc hiện tại của mình thì xoay quanh việc phân tích, xử lý các hồ sơ, giấy phép liên quan đến môi trường, ví dụ như giấy phép khai thác nước này, các hồ sơ về ô nhiễm môi trường này, vân vân và mây mây. Sau khoảng hơn một tháng làm ở đây thì mình thấy công việc này cũng khá là thú vị. Nói chung là hôm nào ít việc thì nó thú vị, hôm nào nhiều việc thì nó không thú vị lắm. Tới chỗ làm rồi này mọi người. Trời cũng sáng rồi, hôm nay trời đẹp, không có lạnh, hết tuyết rồi. Đó, chỗ làm của mình đó mọi người. Cái tòa nhà ngay góc đường á. Mình làm ở tầng 1 và tầng 2, còn mình ăn trưa thì ở tầng 15. Ta-da! Welcome to Ontario Ministry of Environment. Bây giờ thì tranh thủ đọc lại tài liệu trước khi bắt đầu làm việc thôi. Sáng hôm nay thì hơi đặc biệt một tí là vì bên bộ phận tiếp nhận khách hàng họ bận training, cho nên là mình làm thay họ luôn. Do thông tin của khách hàng cần được bảo mật cho nên là khúc này mình sẽ tắt tiếng nha mọi người. Khúc này có những thứ mình không chắc cho nên là mình hỏi bạn làm chung của mình. Trong lúc làm việc thì nếu mà có gì mình không biết hoặc không chắc thì nên giao tiếp với đồng nghiệp cho mọi người, siêu quan trọng luôn ý. À, mọi người có thấy cái điện thoại mình đang cầm không? Nhân viên bên bộ phận tiếp nhận khách hàng là sẽ được phát một cái iPhone 12 để lên làm việc không mọi người? Thích ha? Thật ra thì nhân viên của Bộ Môi trường ai cũng được phát một cái hết, nhưng mà do bộ phận của mình thì cũng không cần sử dụng điện thoại nhiều, với lại mình cũng còn đang thực tập sinh cho nên là mình chưa có. Cái điện thoại này là của một bạn bên bộ phận tiếp nhận khách hàng cho mình mượn để mình làm thay sáng nay thôi. Khúc này là mình đang tập trung với nhà mọi người chứ không phải là mình cọc đâu, mình rất dễ thương, không có cọc nha. Cái giao diện của tôi nó thế thôi chứ tôi thân thiện lắm các bác ạ. À, làm việc với khách hàng hay thật sự luôn đó các bạn. Mình vừa trau dồi thêm được kỹ năng customer service này mà mình vừa học thêm được cách tiếp nhận cũng như là xử lý thông tin trong thời gian ngắn nữa.
nhiệm vụ của nhân viên bên bộ phận tiếp nhận khách hàng là nghe điện thoại, sau đó là ghi lại thông tin của khách hàng này, phân loại thông tin, sau đó chuyển đến những bộ phận phù hợp để xử lý. Khi mà khách hàng gọi đến bộ môi trường thì sẽ nghe được một cái câu nói quen thuộc như thế này: cảm ơn quý khách đã gọi đến bộ môi trường, xin mời nhấn phím để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thuê bao, bao, bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em. Thôi nhạt quá, quay lại làm việc đây. Bình thường một ngày làm việc của mình sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, tức nghĩa là khoảng 8 tiếng. Tuy nhiên thì mình có thể bắt đầu từ 9 giờ và làm đến 5 giờ, hoặc là bắt đầu từ 7 giờ và làm đến 3 giờ cũng được luôn. Nói chung là giờ làm việc ở đây khá thoải mái. Trong một tuần làm việc thì mình chỉ cần ở văn phòng làm 3 ngày thôi, còn 2 ngày thì mình làm tại nhà. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ mình sẽ nghỉ đi ăn trưa và sau đó sẽ quay lại làm vào buổi chiều. Tôi rất mê phòng ăn ở đây vì nó có cái view nhìn hết được thành phố, xịn thật sự luôn. Buổi chiều thì mình làm công việc chính của mình, đó là xử lý các hồ sơ liên quan đến môi trường. Để mình quay cho các bạn xem nha. Đây, mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản và các hồ sơ cần xử lý sẽ được gửi vào tài khoản cho nhân viên. Ở bên cạnh mỗi bộ hồ sơ sẽ có một cái chấm màu ấy, mọi người thấy không? Màu xanh lá tức nghĩa là mình còn khoảng một tuần để xử lý. Màu xanh dương thì mình còn khoảng 3 ngày. Còn màu đỏ là trễ đó mọi người. Mình chỉ thử trễ để quay video cho mọi người thôi, chứ bình thường mình không có bị trễ như thế này đâu. Chào mọi người, mình làm xong rồi đây. Bây giờ mình đi về. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình.
Nếu mà mọi người thích video này thì cho mình xin một like, một subscribe cũng như là share để nhiều người biết đến video của mình hơn. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mừng năm mới. Bye bye!